Bạn có thích chơi game trên điện thoại? Mình rất thích, vì vậy mình hay xem các bài đánh giá và trải nghiệm những trò chơi trên kênh của Nicovi, một channel mới nổi của anh chàng tên là Nico. Bên cạnh đó, Nicovi thường hay giới thiệu về những chiếc điện thoại mới dành cho game thủ, và thời gian rảnh rỗi anh chàng này thường đi du lịch, chia sẻ những cảm nhận về nơi anh ta đặt chân tới. Có vẻ cuộc sống của anh ấy như mơ đúng không? Nhưng không, anh ta phải làm việc rất nhiều trên mạng internet. Điện thoại không chỉ để chơi game, nó còn là công cụ giúp anh ta kiếm tiền. Để biết cách thức kiếm tiền như thế nào, các bạn hãy truy cập vào kênh YouTube của Nico, từ review điện thoại tới cập nhật công nghệ mới cho đến cách kiếm tiền hiệu quả. Tất cả đều có trên kênh của Nicovi. Các bạn hãy truy cập vào đường link bên dưới, nhấn subscribe, theo dõi trải nghiệm cuộc sống cùng Nicovi nhé. Nó phải lắc như này các bạn, lắc như điên đảo. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy lắc su của Supi nha các bạn. Đó, đây các bạn, nó đang có chương trình lắc su này, lắc hăng lục bạc đây. Kho su là 88 triệu su các bạn. Đó, và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy để nó lắc su, để làm sao cho nó hiệu quả nhất trên cái chiếc điện thoại của mình. Đây các bạn, nó còn 6 tiếng nữa và đang có hơn 5.000 người đang đợi để còn chơi các bạn. Đó. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ đợi và mình sẽ chế luôn một cái máy để lắc. Đó, lắc điên đảo. Không biết là có được xu nhiều hay không. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành và mình sẽ chế. Và các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Rồi, trước tiên thì chúng ta cần có những chiếc lò xo này. Đó, một cái chiếc ốp điện thoại cho cái điện thoại của các bạn này. Đó, và đây là những cái thứ mà chúng ta cần có này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành thôi. Ok các bạn, vậy là đã gần xong rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ thử test thử xem nó quay được không nhá.
Đây, hình mặt cười các bạn. Đó, nhìn kiểu như các kẻ trộm vậy, nhìn mặt rất là gian. Đấy, ăn trộm xu của Supi. Bây giờ thì mình sẽ lắp cho nó một công tắc nữa là xong thôi, và chờ đến giờ thì mình sẽ test thử xem là nó có lấy được bao nhiêu xu nhá. Ok các bạn, vậy là mình đã chế xong cái chiếc máy lắc xu của Shopee này rồi. Đó, tí đợi đến giờ là lắc thôi. Test thử cho bạn xem này. Đó, lắc điên đảo luôn. Ok các bạn, bây giờ là còn 4 tiếng nữa. Đó. Chắc là cái này quay vào lúc 9 giờ các bạn. Thì tí nữa thì mình sẽ lắp vào và mình quay. Đợi đến 9 giờ nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ là còn khoảng 1 phút rồi. Hơn 1 phút một chút rồi. Sắp đến cái giây phút huy hoàng của mình rồi. Liệu rằng cái sản phẩm này nó có ok không? Đó, nó có hoạt động tốt không? Thì bây giờ mình sẽ test xem. Đó, chỉ còn khoảng 1 phút nữa các bạn. 58, 57. Chuẩn bị không biết là lắc được nhiều không các bạn. Sao rồi các bạn ơi? Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Bắt đầu. Come on. Lát lâu rồi. Đâu bắt đầu. Đơn giản các bạn, đơn giản chỉ việc lắp thôi. 900 xu. Ok, vậy mình đã được 900 xu rồi. Đó, vậy là được gần 1.000 xu các bạn. Mỗi khi mình lắc thì được khoảng 1-200 thôi. Chín trăm xu ghê thật. Ok các bạn, đó vừa mình đã độ lại cái này cho nó to hơn, cho nó quay mạnh hơn các bạn. Đó, lắc điên đảo luôn, liệu rằng lần này nó có được nhiều xu hơn hay là nó ăn theo xác suất các bạn, đó hay là nó lắc càng mạnh nó được càng nhiều xu. Thì bây giờ thì mình sẽ tự test xem lần hai nha các bạn. Đó, nó còn khoảng mấy phút nữa ạ, nửa tiếng. Đấy, từ một cái máy lắc xu thì bây giờ mình có thể lắc xúc xắc. Lắc xúc xắc tự động các bạn. Sáu này. Vậy rất là ghê các bạn, vậy rất là mạnh. Đấy, một xuống lỗ ăn tiền xong đĩa tự động các bạn. Cái này kiểu xong đĩa tự động. Đấy, anh em đoán số mấy này nào, anh em đặt cược đi, đặt số mấy nào. Số 2, số 1, số 4, số 1. Số 6.
Đó, cái này nó ăn được xác suốt các bạn, không lần nào giống lần nào máy chơi sóc đĩa luôn trời. Đó các bạn, hôm nay là hôm sau nha các bạn, hôm nay là lúc 1 giờ, không biết là hôm nay nó có ăn được nhiều xu hơn không. Bây giờ hôm nay mình độ nó lắc mạnh hơn các bạn. Đó bạn, lắc điên đảo luôn đấy. Ok các bạn, vậy là còn 11 phút nữa. Bây giờ thì mình sẽ nghịch đoán con xuất sắc nhá. Đấy, cái thứ nhất thì mình sẽ về con 2 này. Đó, con thấy ghê. Tiếp tục là 2 này. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho con 3. Xong 3. Đó, nhất. Wow, nhất luôn. 5 luôn các bạn. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 này. 5. 4. Nhất. Đó, con thấy ghê không? Muốn con nào được con đấy. Lần này ăn con 6 nha các bạn. Nó các bạn thấy ghê không? Đoán lần nào trúng lần đó. Nhưng mà thực ra thì nó có thủ thuật riêng các bạn, chứ không phải là lần nào mà cũng may mắn là đoán đúng đâu. Nó phải có thủ thuật riêng. Nói chung là mấy cái trò may rủi này thì chơi cho vui thôi, không nên lún sâu vào quá các bạn. Ok các bạn, vậy là còn 1 phút, hơn 1 phút nữa thôi các bạn. Đó, liệu rằng lần này nó có ăn được nhiều hơn lần trước không? Lần trước thì mình quay được 900 xu, và không biết lần này nó mạnh hơn thì nó có được nhiều xu hơn không. Đó, sắp rồi các bạn ơi, hiện tại thì đang có 102 nghìn người đang đợi, khá là nhiều. Đó, 104 nghìn rồi, rất là nhiều người đang vào chơi các bạn. 105 nghìn rồi. Kinh khủng khiếp, 105 nghìn người chờ đợi đây các bạn. 107 rồi. Kinh khủng khiếp, em 108 rồi các bạn ơi. 109 rồi. Sẵn 109 rồi. Wow, 110 nghìn rồi. Kinh khủng các bạn, 110 nghìn này. 111 nghìn thôi. Kinh khủng khiếp. 112 nghìn. Ok, bây giờ tí mình sẽ vào nha, đến thời gian rồi. Chuẩn bị nha các bạn. 3, 2, 1. Lắc nào. Đó, nó phải lắc như này các bạn. Lắc như điên đảo. Kinh khủng khiếp các bạn. Đó, lần trước lắc được 900, lần này mạnh hơn tí, lắc được 1.100. Ok các bạn, và sau lần thứ hai mình lắc thì mình thay đổi cái này thì nó mạnh hơn, thì được nhiều xu hơn các bạn. Mình không dám chắc là thuật toán của nó là lắc càng mạnh càng được nhiều xu, vì cái này nó biết đâu là lần này mình may hơn lần trước thì sao. Thì cái này cũng không có chắc được, nhưng mà mình thấy được cái máy này nó hiệu quả hơn mình lắc tay. Lắc tay thứ nhất là dễ tung điện thoại, vứt điện thoại đi, rồi là đập điện thoại vào góc bàn chẳng hạn, nó hay đập vào đâu nó vỡ màn hình. Nhất là Shopee nó không có bảo hành đâu. Đấy, nó mở cái trò chơi này cho mình chơi thôi, mình lắc mà mình làm vỡ màn hình thì tự chịu các bạn. Đó, một cái chiếc máy lắc su rất là hiệu quả cho anh em nào thích cầy su. 1.100 xu. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình quay được nhiều xu nhất. Và khi thì được rất là ít, khoảng 300 đến 500 thôi. Ok, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cái video chế một tạo một cái chiếc máy lắc su của Shopee. Và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.